tích cực xây dựng và nhân rộng mô hình dân vận khéo trên các lĩnh vực, đã và đang góp phần tạo sự đồng thuận, sức mạnh đoàn kết của nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trong phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Qua 33 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh luôn phát huy truyền thống anh dũng, kiên cường, tinh thần đoàn kết, thống nhất, xây dựng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ngày càng phát triển. Công tác dân vận được đánh giá là một trong những kết quả nổi bật, tạo sức lan tỏa, ghi dấu ấn trong mỗi giai đoạn phát triển của tỉnh. Khi xây dựng mô hình điển hình, phải tập trung vào giải quyết những vấn đề khó khăn, bức xúc trong nhân dân, mang lại lợi ích cho nhân dân, sự đồng thuận của xã hội. Quá trình thực hiện là phải thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, đề ra giải pháp hiệu quả, kịp thời biểu dương, khen thưởng và nhân rộng, lan tỏa các mô hình điển hình nhân vận khéo tiêu biểu. Năm 2023, toàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có 2.206 mô hình điển hình nhân vận khéo được đăng ký, trong đó triển khai thực hiện 2.189 mô hình điển hình ở 3 cấp. Có 2.070 mô hình điển hình thực hiện có hiệu quả, đạt 94,6%. 1.016 mô hình điển hình được nhân rộng, đạt 49,1% so với số mô hình điển hình thực hiện hiệu quả. Phát huy hiệu quả đã đạt được từ những mô hình dân vận khéo, năm 2024, các cấp ủy đảng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tiếp tục lấy lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: dân vận khéo thì việc gì cũng thành công, làm kim chỉ nam. Chỉ đạo tiếp tục xây dựng và phát triển thực hiện hiệu quả các mô hình điển hình dân vận khéo trên địa bàn, tạo mối quan hệ đoàn kết trong đảng bộ cũng như quần chúng nhân dân, từ đó nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng. Đoạn đường dài 600m này đang được thay áo mới bằng 37 trụ cờ đỏ sao vàng và 36 dầu hoa các loại dọc hai bên đường. Đây là công trình chào mừng 30 năm thành lập thị xã Bà Rịa, nay là thành phố Bà Rịa, và kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30 tháng 4, do Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hòa Long phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ ấp Tây thực hiện với tổng kinh phí hơn 12 triệu đồng từ nguồn vận động đảng viên và người dân trên địa bàn. Với sức lan tỏa sâu rộng khi thu hút được lực lượng chị em phụ nữ cùng người dân trên địa bàn xã chung tay tham gia thực hiện, hoạt động này được Hội Liên hiệp Phụ nữ chọn là mô hình dân vận khéo đăng ký xây dựng quý 1 năm 2024. Cái con đường này là cái con đường cũng thấy nó cũng rất là thuận lợi cho các cái hộ dân người ta di chuyển đi đó, đến và đi cái con đường này. Cho nên là ban điều hành cũng đã chọn con đường này. Thu hút được rất nhiều cô bác, anh chị và các cái hội viên của các đoàn thể. Người dân thì cũng đồng tình ủng hộ và cũng đã phối hợp, cũng đã ra để mà cùng hỗ trợ cùng với ấp và các hội viên của phụ nữ. Năm 2024, xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa đăng ký 9 mô hình dân vận khéo. Các mô hình được tập trung vào lĩnh vực kinh tế xã hội và được triển khai theo hướng phù hợp, sát với thực tế tại địa phương. Khối dân vận đảng ủy của xã Hòa Long thì đã phát động nhiều cái công trình mô hình dân vận khéo, đặc biệt là trong cái nhấn mạnh cái thực hiện chỉ thị 11, 14 của tỉnh ủy và ban thường vụ thành ủy về lập lại trật tự đô thị trên địa bàn của thành phố, của tỉnh, thì trong đó có địa bàn của xã. Mô hình chuyển giao quần áo, vật dụng gia đình còn giá trị sử dụng cho hội viên nghèo khó khăn được Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 7 triển khai từ đầu năm 2024. Sự sẻ chia đầy yêu thương này được lan tỏa ra khắp 9 khu phố trên địa bàn phường 7. Mỗi khu phố dành một khu vực riêng trưng bày các vật dụng, quần áo, sách vở có giá trị sử dụng để trao tặng lại cho những ai có nhu cầu. Thì mình đi Gia Chai, mình đi ngang qua đường đây, thấy đồ đẹp quá, dù có người mờ, mình vô đây mình lựa, mình lái thích nhiều đồ người đẹp, đồ đẹp mà mình cũng hài lòng. Phường, khu phố đã quan tâm giúp đỡ cho gia đình tao các loại đồ dùng. Tao thấy trong lòng tao thoải mái lắm, vui mừng lắm. Ở có một mình, không có ai hết. Năm nay là 64 tuổi rồi.
Hồi đó giờ không có tivi, giờ cũng nghe có tivi mừng quá. Để thực hiện mô hình này, hội đã chia sẻ thông tin trên trang mạng xã hội, tìm kiếm những nhà hảo tâm có nhu cầu trao tặng các vật dụng, quần áo cũ. Khi có thông tin từ người tặng, các tình nguyện viên đến tận nơi để nhận, sau đó về giặt sạch, lựa chọn và sắp xếp quần áo gọn gàng, phân loại các vật dụng rồi trưng bày. Chỉ hơn 2 tháng triển khai, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 7 nhận được hơn 60 vật dụng hữu ích như TV, xe đạp, tủ lạnh, máy giặt, cùng gần 1.000 bộ quần áo. Trong cái thời gian tới, thứ hai nữa là để đẩy mạnh thì mình sẽ chuyển giao có thể là xa hơn, ví dụ như ở các cái đồng bào miền núi hoặc là ở huyện Côn Đảo. Tiếp tục thực hiện phong trào chân vật khéo gắn với chỉnh trang đô thị, Thành ủy Vũng Tàu vừa phát động phong trào thi đua xây dựng mô hình điển hình chân vật khéo chỉnh trang khu phố thôn xanh sạch đẹp đến 111 khu phố thôn trên địa bàn toàn thành phố. Kế hoạch đề ra một số chỉ tiêu cơ bản như khu phố thôn không có trường hợp lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh sinh hoạt, đảm bảo đầy đủ hệ thống chiếu sáng tại các trục đường và các tuyến hẻm, không có tình trạng sử dụng thiết bị âm thanh gây ô nhiễm tiếng ồn, không có điểm tập kết rác tự phát, không có điểm đen về ô nhiễm môi trường. Với những tiêu chí cụ thể này, các mô hình dân vật khéo trên địa bàn ngày càng đi vào thực chất, tạo được sự đồng thuận cao của người dân. Trong quá trình mình thực hiện là nói chung là nhân dân rất là đồng thuận vì người ta hiểu được cái mục đích, ý nghĩa của cái việc làm của mình, mang lại cái lợi ích thiết thực. Không có ô nhiễm môi trường và đến giờ là mang rác ra để gom lại để còn làm những cái việc rất là nhiều cái ý nghĩa, như là mua bảo hiểm cho người nghèo, rồi ủng hộ cho các cháu mồ côi, rồi ủng hộ cho những cái gia đình khó khăn. Đẩy mạnh, phát động sâu hơn nữa việc triển khai thực hiện các mô hình xanh sạch đẹp ở các khu phố để từ đó góp phần xây dựng đô thị văn minh cũng như là tạo điều kiện thuận lợi, tạo được sự đồng thuận của người dân. Người dân ở trong cái hẻm 42 này thì đó là người điều vinh hạnh là được hưởng những cái gì phúc lợi, những cái gì sạch sẽ, đẹp đẽ, và người dân cũng sẽ mong muốn rằng là cái công việc này sẽ được nhân rộng lên cho toàn của thành phố chúng ta. Bằng sự nỗ lực của toàn thể hệ thống chính trị thì chúng tôi đã xóa được cái điểm rác này. Từ cái mô hình này chúng tôi lan tỏa rất nhiều cái mô hình dân vận khéo khác, được người dân rất là đồng tình ủng hộ. Năm 2024, thành phố Vũng Tàu đăng ký xây dựng 514 mô hình điển hình chân vận khéo. Trong đó có 128 mô hình điển hình về chỉnh trang đô thị, chiếm khoảng 25%. Tiếp tục lựa chọn chỉnh trang đô thị làm nhiệm vụ trọng tâm. Các mô hình dân vận khéo được thành phố Vũng Tàu kỳ vọng mang sức sống mới, mang đến màu sắc xanh, sạch đẹp, dẹp bỏ những bãi rác tự phát, từ đó xây dựng cuộc sống ngày càng chất lượng hơn cho người dân, đồng thời giúp Vũng Tàu giữ vững danh hiệu thành phố sạch ASEAN. Những cái việc mà xây dựng thành phố xanh sạch đẹp thì đã được các cấp các ngành triển khai từ nhiều năm nay. Và đến thời điểm này chúng ta cụ thể hóa bằng cái kế hoạch này, nó rõ ràng hơn. Xây dựng thành phố xanh sạch đẹp là cái nhiệm vụ hàng đầu, và các mô hình chúng ta hướng tới cái điều đó để làm sao xây dựng thành phố chúng ta là một nơi đáng sống. Đầu năm 2024, toàn tỉnh đăng ký xây dựng và triển khai 2.144 mô hình điển hình chân vật khéo trên tất cả các lĩnh vực. Các mô hình được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả tính thực tiễn, phù hợp với điều kiện đặc thù của mỗi địa phương trên địa bàn tỉnh. Từ đó, thu hút nhân dân tích cực tham gia, giữ gìn vệ sinh chung, chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đồng thuận bàn giao mặt bằng, thực hiện các dự án, thực hiện tốt nếp sống văn minh, công tác an ninh trật tự được đảm bảo, gắn kết với mối quan hệ giữa nhân dân với đảng, chính quyền, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, khích lệ nhân dân tham gia xây dựng đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.